Sáng 22 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản với ông NND, 45 tuổi, ngụ quận 12 về hành vi chặn đầu xe cấp cứu vào tối 19 tháng 10 tại giao lộ Lữ Gia Nguyễn Thị Nhỏ. Ông D có hành vi đi xe máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Theo quy định, người này sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Ông D cũng không có giấy phép lái xe nên lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản thêm hành vi này và tạm giữ phương tiện. Trình bày với lực lượng chức năng, ông D nói bị xe cấp cứu ép. Tuy nhiên, qua thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định ông D điều khiển xe máy chạy phía trước xe cấp cứu rồi chặn xe này lại. Tài xế xe cấp cứu cũng không ép ông D. Sau quá trình làm việc, ông D đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trước đó, vào tối 19 tháng 10, tài xế của Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh đi làm nhiệm vụ tại khu vực quận Tân Bình, có sử dụng đèn còi để cảnh báo thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chở theo một người lớn và trẻ em chặn đầu xe không rõ nguyên nhân. Được biết, tài xế của Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh không hề có mâu thuẫn hay va chạm gì với người đàn ông trên.